Hello mọi người, xin chào mọi người. Chào đón mọi người đến với kênh Khắc Công. Hà Nội thì cứ 30 mấy 40 độ này thì nếu mà không có điều hòa thì chúng ta có là sẽ làm cách nào để chống nóng. Vâng, xin giới thiệu với các bạn cách của Khắc Công. Đá viên. Và nhà Khắc Công thì có cái quạt điều hòa rồi. Nên làm như thế nào mọi người nhìn nhé. Nước ra và bỏ đá vào thôi. Hai nghìn đá, có thể nhiều hơn tùy các bạn. Thì cái quạt điều hòa này của Khắc Công là bị hư máy bơm nên thay máy bơm không đúng cái loại của nó vào, nên bây giờ chỉ có kéo được đường này thôi. Muốn kéo ra hết thì phải kéo ra hết thì vâng, đã cho hết bịch đá 2000 vào rồi. Cho nước vào luôn. Đấy, muốn kéo ra hết thì Khắc Công phải sửa lại cái máy bơm với cái ấy cho nó khít như của bơm zin, nhưng mà thực sự máy bơm thay vào thì máy bơm nó to hơn nên không ấy được. Làm sao rồi? Kẹt ở chỗ nào đó rồi. Rồi, hết kẹt. Và các bạn xem thử nhé. Bỏ đá vào chắc nhiệt độ sẽ giảm được nhiều đấy. Nước mát hơn hẳn các bạn ạ. Gió mát hơn hẳn. Nhà bạn nào mà có điều hòa mà làm cách này thì tuyệt vời. Khi nào cũng có đá bỏ vào hết. Quạt điều hòa mà còn zin nữa thì còn ship nữa. Đấy, 26 độ giờ xuống 25 độ. Nước mát hơn hẳn. Quạt thổi ra mát hơn hẳn các bạn ạ. Nhà bạn nào mà có tủ lạnh thì làm đá thường xuyên rồi bỏ vào thế này hiệu quả lắm mọi người ạ. Video cách tránh nóng ở Hà Nội khi nhà bạn không có điều hòa nhưng lại có quạt điều hòa, quạt nước của Khắc Công đến đây là hết. Tại vì mọi người, mong mọi người sẽ có một mùa hè không còn nóng nữa. Bye bye.